Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2022. Tự hào ôn lại chặng đường 77 năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành cùng những chiến công xuất sắc viết nên truyền thống, trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt Mỹ, góp phần giải phóng Đà Nẵng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố hôm nay không ngừng phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, luôn xứng đáng là lực lượng trung thành, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố. Tại buổi gặp mặt, thưa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã trao tặng 25 huy chương quân kỳ quyết thắng, 76 huy chương chiến sĩ vẻ vang cho cán bộ đã có thời gian tham gia phục vụ liên tục trong lực lượng vũ trang nhân dân, góp phần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.